Các bác có thể cảm nhận được, phải nói là cái chất tép và lời cho ra rất là sáng vì có cái vị nâng lời các bác nhé. Có vị nâng lời, 4 vị nâng lời cho hai vế riêng biệt. Nhớ đeo tai nghe để cảm nhận các bác nhé. Rất là tuyệt vời các bác ạ. Rồi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh những đường phố này. Hai năm miền xa thương yêu khắc khoải, bạn bè ai biết cho mình chân gian lắm sự tình. Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác. Tiếp tục em lại về thêm được những dòng đẩy hàng 4 kênh các bác nhé, 4 kênh siêu chất để phục vụ các bác với một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé, Sotanda. Model là GD4.65 các bác nhé, 4 kênh, 650W một kênh, hàng cực kỳ đẹp, lần này về cực kỳ đẹp các bác nhé. Lô lần trước về thì cũng hơi ít cho nên là hôm nay về cũng vẫn là ít các bác ạ, chỉ được 4 chiếc thôi, 1, 2, 3, 4. Bây giờ thì em sẽ quay cụ thể và test để các bác cùng cảm nhận về chất tiếng các bác nhé. Với dòng đẩy phải nói là cực kỳ hay. Cực kỳ hay các bác nhé. Nguồn 19 này các bác này. Nguồn 19, nguồn đồng các bác nhé. Đó, các bác cùng nhìn này. Cực kỳ chất các bác nhìn. Nhìn bên máy thôi ta thấy mê rồi các bác ạ. Dòng này là có vỉ nâng lời các bác nhé. Vỉ nâng lời nhé. Đó, 1, 2, 3, 4. 4 vỉ cho hai vế các bác nhé. Bên này cũng vậy này. Đó, hàng cực kỳ đẹp, 4 kênh các bác nhé. Đây, em sẽ quay xa hơn một chút để các bác cùng cảm nhận nhé. Giá thành thì cực kỳ hợp lý các bác nhé, hơn 5 đồng một chút thôi các bạn, hơn 5 đồng nhé. Lần trước thì về thì gần 6 đồng, đó, nhưng mà lần này về hợp lý hơn, đó. Sotanda các bác nhé, GD4.65. 4 quạt các bác nhé, 4 quạt 2, quạt hút 2, quạt đẩy, đó, nguồn 19 các bác nhé, 8 tụ, 15.000 UFRA. Ở đây thì tất cả đều là sò da pan các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, tất cả là 24 sò. Đó, có vỉ nâng lời riêng. Đó. Các bác nhìn chất không ạ? Cực kỳ chất. Và đặc biệt hơn là những dòng này có lọc âm mặt tín hiệu vào cũng như là tín hiệu ra ở phần vỉ đít này. Em nói rất là nhiều với những cái dòng mà có vỉ lọc thì lúc nào cho ra chất tiếng cũng hay. Và cái độ nâng lời lên cực kỳ là tốt. Lát em test trực tiếp để các bác cùng cảm nhận nhé. Bây giờ em sẽ đi qua hết 4 chiếc này đấy nha các bác nhé. Đây, hàng rất là đẹp. Chiếc nào cũng như chiếc nào các bác nhé. Đó, chiếc nào cũng như chiếc nào. Cực kỳ đẹp. Sotanda. Đó, rất là nổi tiếng. Sotanda thì ví dụ dòng 2 kênh của CA9 này. Hoặc là những dòng CA18, CA20. Đó, GD4.65. Nhìn vỉ mạch cực kỳ chất các bác ạ. Với công suất này thì các bác có thể chơi được 4 quả bát 30, 4 quả 30 các bác nhé. Hoặc là đánh 4 quả 25, hoặc là đánh súp. Đấy là phụ thuộc vào phòng của các bác và cũng như là các bác chơi loa như thế nào. Rất là đẹp, nguyên bản hết các bác nhé. Nguyên bản hết, các bác nhìn những cái keo này còn rất là mới này các bác này. Đó. Và đây là mặt sau các bác nhé. Mặt sau đây các bác cùng nhìn những cái sợi dây nguồn. Đó. Có thể chịu tải đến 500V các bác nhé. 500V, sợi dây nguồn rất là to. Tín hiệu vào thì các bác sử dụng những cái đầu tín hiệu vào đây. 4 đường đây. Có chế độ đánh begin này. Dồn kênh, 2 kênh là 1 các bác nhé. Để các bác đánh ví dụ như một quả súp 450 chẳng hạn. Nếu mà đánh súp 40 các bác chỉ cần một kênh là đánh được rồi. Ở đây các bác phải cắt súp nhé. Cắt súp ở đây. Đó, trực tiếp cắt súp luôn nhé. Đó, tiếng cực kỳ là hay, cắt dài từ 20 các bác nhé. Đó, thấp nhất luôn ạ. Ở đây thì ghi rất là cụ thể với các cái cách để đấu với cái cổng new trick ở đây. Cộng 1 trừ 1, cộng 2 trừ 2, kênh 4 để ra súp. Đó, cộng 1, cộng 2 là begin. Đó, ghi rất là chi tiết ở đây các bác nhé. Đây là một cái cầu chì. Bên dưới này cũng có dồn kênh. Ở đây các bác cũng có thể sử dụng khóa trực tiếp ở đây. Đây các bác cùng nhìn cái vỉ đít đằng sau này. Đó, linh kiện chi tiết ở bên dưới các bác nhé. Không còn một chú trống được không? Giờ le đây. Ở những cái con dơ le. Dơ le này dơ le của tín hiệu vào các bác nhé. Ở bên dưới cũng như vậy nhé. Đây các bác nhìn những cái linh kiện ở những cái con tín hiệu ra này. Đây những cái vỉ nâng lời này. Ok, bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng cảm nhận về chất tiếng các bác nhé. Hiện tại thì em cũng đang chạy trên từ laptop này. Đó, laptop các bác nhé. Và em sẽ bật đẩy. Quạt rất là êm.
Và bây giờ em sẽ cho tiếng lên. Ok chưa? Các bác cùng đeo tai nghe để cảm nhận nhé. Mình giải lời lên cực kỳ sáng. Nghiêng bóng dài đèn soi bước chân dìu em qua thị trấn theo những ngày đánh trận. Về đây chân quen đã rồi nên ngày đêm tối xa lầy vùng ma quái liều trai. Tôi lính trần ngược xuôi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh những đường phố này. Hai năm miền xa gian lắm sự tình. Đêm mùa vui cùng quay dưới ánh đèn nhạt màu son. Câu ca tiếng nhạc ngày vẫn vui. Môi run với rượu say mềm qua làn hơi khói thuốc vàng tay một ngày vui nào hay. Các bác đừng quên đeo tai nghe để cảm nhận cái giải lời nó cho lên quá là sáng các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Vì có cái vị nâng lời hỗ trợ cực kỳ là tốt với những cái mẫu đẩy của Sotanda thì không làm các bác thất vọng các bác ạ. 4 kênh giá hợp lý cho các bác chơi. Đó, tiếng thì bao phê bao hay nên quá là tuyệt vời. Đây em sẽ thử một kênh nhé. Đèn soi bước chân dìu em qua thị trấn theo những ngày. Và đó là rất là tuyệt vời. Các bác cùng nhìn những cái dây cáp nhé. Đó, dây cáp làm rất là lớn. Đó, những cái dây cáp điện này. Và thít rất là cẩn thận. Đó. Vâng, em cũng xin được view tới toàn thể các bác với những cái dòng của Sotanda 4 kênh GD 4.65 các bác nhá. Để các bác chơi 4 quả bát 30 hoặc là 4 quả bát 25. Các bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0977 434361 các bác nhá. Em xin được mến chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.